Bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về toán tử logic ở trong chương trình Java. Toán tử logic là một toán tử đặc biệt được dùng để đánh giá các giá trị logic trong chương trình. Trong các chương trình ấy, thì luôn luôn sẽ có những cái điều kiện mà chúng ta cần phải kiểm tra. Và chúng ta cần một toán tử để mà kiểm tra những cái điều kiện đó là đúng hoặc sai, hay gọi là true hoặc false. Đó. Thì trong những tình huống đó chúng ta cần có những toán tử logic để kiểm tra kết quả của các biểu thức để chúng ta có thể xử lý các cái đoạn mã cũng như là thực hiện các cái điều kiện ở trong chương trình. Thì ở trong Java thì có hai loại toán tử logic, đó là AND và O. Và các bạn chú ý là toán tử logic ấy, thì kết quả trả về của nó sẽ là một cái giá trị thuộc kiểu logic và sẽ trả về một cái giá trị là true hoặc là false, tức là nếu mà đúng ấy, thì trả về true, còn nếu mà sai ấy, thì trả về false. Và trong toán tử logic ấy, thì có hai cái phép, nó là AND và O. AND thì có nghĩa là và. Toán tử AND thì nó sẽ trả về true, tức là trả về đúng trong trường hợp mà cả hai cái toán hạng ở hai bên đều là đúng. Chỉ trả về đúng khi mà cả hai toán hạng đều là đúng. Và nó sẽ trả về sai khi mà một trong hai toán hạng hoặc là cả hai toán hạng là sai. Thế còn đối với O thì ngược lại với toán tử AND. O nghĩa là hoặc. Toán tử O thì sẽ trả về đúng ngay lập tức khi mà chỉ cần một hoặc hai toán hạng trả về đúng. Và toán tử O thì sẽ chỉ trả về sai khi mà tất cả các toán hạng trả về là sai. Thì để minh họa về toán tử điều kiện, xin lỗi, để minh họa về toán tử logic thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một vài ví dụ sau đây. Ví dụ toán tử logic. Để cho dễ nhớ thì tốt nhất là các bạn chỉ nên nhớ một cái toán tử, sau đó là toán tử còn lại thì các bạn hiểu phủ định của nó là sẽ dễ nhớ. Đến một cái mẹo, tốt nhất là các bạn nên nhớ cái điều kiện của toán tử AND, nó khi nào trả về true, khi nào trả về false. Cái còn O thì thông thường nó sẽ là ngược lại của AND. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái giá trị, số 1 bằng 1, số 2 bằng 2 và số 3 bằng 9. Đó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng là cái toán tử logic để kiểm tra giá trị của cái biểu thức này. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái biến kết quả, mà tôi sẽ sử dụng là đầu tiên là cái toán tử là O trước. Kết quả sẽ bằng số 1 lớn hơn số 2 hoặc số 3 lớn hơn số 1. Đó. Số 1 lớn hơn số 2 hoặc số 3 lớn hơn số 1. Vậy kết quả của nó là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ in ra system.out.print. Kết quả. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Số 1 bằng 1. Số 2, cái biến này có giá trị bằng 2. Vậy số 1 không thể lớn hơn số 2 được. Vì vậy, cái biểu thức đầu tiên này sẽ trả về giá trị là false. Đúng không? Thế còn trong cái câu thứ 2 thì số 3 là bằng 9. Số 1 cái giá trị là bằng 1. 9 chắc chắn lớn hơn 1. Vì vậy ở đây là câu lệnh này
là cái sẽ trả về là chu. Thế như vậy là toán tử o này sẽ là một cái toán tử mà có quy về là phôn o chu. Và kết quả cuối cùng của cái toàn bộ toán tử điều kiện này, kết quả cuối cùng của toàn bộ toán tử logic này thì nó sẽ trả về là chu. Bởi vì là với bản chất của cái toán tử o thì chỉ cần là một trong hai cái toán hạng là chu thì nó kết quả cuối cùng của nó sẽ là chu, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là kết quả nó hiển thị ra là chu, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiếp, cũng là câu lệnh vừa rồi để cho nó dễ so sánh kết quả. Chúng ta dùng luôn cái câu lệnh này, tuy nhiên chúng ta chỉ thay toán tử là từ O thành N thôi. Chúng ta cũng in giá trị ở bên kết quả ra. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng với cái N này ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy là toán tử bây giờ sẽ trở thành là phôn, đúng không ạ? N chu, phôn N chu. Thì như bản chất của toán tử N ấy, thì nó sẽ chỉ trả về chu khi cả hai toán hạng là chu. Ở đây có một toán hạng là phôn, vì vậy toán tử N này chắc chắn kết quả trả về nó sẽ là phôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau chạy chương trình để xem kết quả. Đó, thì như vậy các bạn có thể nhìn thấy là cùng một cái toán tử gồm cùng một cái biểu thức gồm có những cái toán tử logic khác nhau, kết quả nó sẽ trả về khác nhau. Đây là cái phần mà cũng rất hay bị nhầm, các bạn hãy lưu ý. Chúng ta chỉ cần nhớ một cái toán tử N hoặc O thôi, và toán tử còn lại thì sẽ là ngược lại của cái với nhau, đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về toán tử logic ở trong chương trình Java. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn học tốt.